Khi Mỹ xâm lược Việt Nam, Liên Hợp Quốc im lặng. Khi Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam năm 1979, Liên Hợp Quốc im lặng. Khi Khmer Đỏ tràn qua biên giới và tàn sát người Việt Nam, Liên Hợp Quốc cũng im lặng. Nhưng khi Việt Nam phản công tự vệ một cách hoàn toàn chính đáng, thì Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp đại hội đồng và bỏ phiếu cấm vận Việt Nam. Và trong cuộc họp đó, các quốc gia đã bỏ 124 phiếu thuận lên án Việt Nam xâm lược Campuchia và áp đặt các lệnh bao vây cấm vận Việt Nam, bóp nghẹt một Việt Nam vừa mới trải qua chiến tranh. Chỉ có Lào, Syria, Ba Lan, Mông Cổ, Liên Xô, Tiệp Khắc, Cuba, Yemen và Iraq cùng một số nước bỏ phiếu phản đối, trong khi một số nước thì bỏ phiếu trắng cho nghị quyết cấm vận Việt Nam. Nhưng không vì thế mà Việt Nam run sợ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành công trong việc lật đổ Pol Pot, giúp đỡ chính quyền Campuchia mới và bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đã có những lúc Việt Nam chúng ta gần như bị cả thế giới chống lại, hiểu lầm, bao vây, cấm vận. Nhưng chúng ta vẫn vượt qua, thì sợ gì mấy lá phiếu trắng. Một dân tộc mà trong 2.000 năm qua, thời gian chiến tranh còn nhiều hơn cả thời gian hòa bình, thì chẳng có lý do gì để dân tộc đó sợ một ai đó tấn công hay phải trông chờ vào một lá phiếu của một dân tộc khác. Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc mà không biết tự lực cánh sinh mà phải trông chờ vào sự giúp đỡ của dân tộc khác thì không xứng đáng có được độc lập.